đứng rồi. Rồi. Hàng to thế. Wow, anh em cần con tít to luôn. Hello, xin chào lắm cho anh em quay trở lại với channel của em. Anh em nhìn chưa? Mưa to dã man, mưa cả đêm lẫn ngày, sợ thật đấy. Có quả mồi huyền thoại đi đánh anh em này. Chùa loét. Ui, anh em nhìn phê chưa? Mồi này nó gọi là chất lượng này, ủ đúng kiểu rồi. Chua thơm xoài lẩu này. Nhìn được không? Anh em nhìn chưa? Nó tuy là nó trông rất là khô và dẻo nhưng mà nó vẫn còn rất là ẩm anh em ạ. Nhìn thì thế thôi, em phải cho cắm gà cho nó mồi nó khô. Này là một cân mồi gì không mệt nghỉ. Em cứ cho vào trước này, tí đến chỗ đấy nó bở ra vừa tầm. Chỗ này thảo hộ. Trời mưa to quá anh em ạ. Hôm nay em đánh lục nhưng mà đánh 6H anh em nhá. Thế nhá, mấy anh em hỏi 6H có đánh hay không, thì ra đánh vẫn đánh được. Không có tội là gãy nó yếu. Anh em nhá. Ngọn 6H này. 6H thì anh em mà đánh lưỡi nó nhẹ thì mới là ok, pha cũng phải nhẹ nhá. Đồ nhẹ thì mới đánh 6H được. Đây này, anh tam tam 10 quá ạ. Tam 10 nguyên zin luôn, mỗi tội là để này lăn nóc nhiều trông nó cũng đen xì ở cái phao xốp à. Nhà thấy sắc con này, lưỡi phải cực kỳ sắc thì mới đánh cần tay 6H được. Nhưng mà lưỡi cuồn cuồn tí các bác giật lên nó không dính đâu. Đây, đây là quả phao nhỏ nhỏ con của em mới chế cái ngọn phao Shimano. Toàn đồ tự chế mà. Đây là cái bộ môn là gọi là sáng tạo thêm của cô Lục thôi anh em ạ, chứ chẳng ai đánh kiểu như của em đâu. Nhiều anh em ra tiệm đồ câu hỏi mua cần tay cô Lục còn bị ăn chửi, mất tiền rồi bị ăn chửi. Chả hiểu chúng mày câu kẹo của gì. Đúng là lần đầu tiên em ra tiệm cần câu em mua hỏi cần cô tay 8H về cô Lục mà bị ăn chửi luôn anh em ạ. Tao chả hiểu mày câu kẹo kiểu gì. Chân đời chưa thấy thằng nào đi câu lục bằng cần tay. Ua. Nước cả sâu đấy. Cân lại. Ủa. Mưa quá. Mưa cái nó cả quá. Cần này của em nó là 4,5 m nhưng một độ vào nó cho nó phải lên gần 5 m anh em ạ. Ok đấy. Mưa gió quá. Đó. Ok, cần 6H này mà vút được cá là phê luôn đấy anh em ạ. Nó mềm mà. Đây. Mồi xịn thào các bác nhá, đánh đầu cần. Cá ơi vào đi. Vào đi mấy em ơi. Cá ơi vào đi. Vào đi cá ơi. Anh em nhìn thấy quả phao của em chưa đẹp không? Nhìn trông rất xịn sò. Phao nhìn xịn luôn. Đây, đây là mồi chính. Đây, cục mồi chính của em này em câu thừa chung là cũng lâu ngày phết đấy các bác ạ. Bọc túi bóng nha anh em nhá. Câu này để hàng tuần đấy. Rồi, anh em bọc túi bóng này. Mềm mịn dẻo, chua thơm. Này cá ngon thì ăn cái gì? Ngon thế này mà chúng mày ngon, chúng mày ăn cái gì? Ừ.
mùi ngon là phải nên được hàng. Cần 6 hắt nãy mà vớ được còn đôi cân rồi kéo đi. Đã đời luôn. Em không chơi lò xo anh em nhé. Bây giờ chơi dính luôn mà trục. Đấy rồi. Ui rồi. Ui. Ui rồi. Hàng to thế. Wow. Anh em cần còn tít to luôn. Đấy rồi. Ui rồi. Ui. Ui rồi. Hàng to thế. Wow. Anh em cần còn tít to luôn. Ui. Đồ bị bự chưa. Ui. Đồ bị bự chưa. Không nhắc là lên nữa rồi. Ha ha ha. 6 hạt nó không nhấc cả lên các bác ạ. Phải thử kéo dây vào. Đóng còn ác quá. Anh em cần này. Còn tích mù, sợ thật. Bình tĩnh, bình tĩnh. Nuôi dây vào. Đây, anh em phải nuôi dây vào này. Đóng mỗi tí vào đuôi. Lên. À, chẳng làm sao đâu. Chẳng làm sao đồng chúng tôi. Bỏ thế. Đồng đồ phí dã man anh em ạ. Lúc là cảm giác tôi cần đơn đóng lục nó sướng. Nó một tí vào đuôi. Yên yên yên. Phê quá. Yên phê. Rồi. Rồi chúng tôi. Rồi chúng tôi. Phải nói là giật quả bá đạo thật anh em ạ. Cứ tưởng con gì cụ tổ thôi. Cần ngọn dẻo câu phê thế. Quả đấy mà nếu mà đóng vào ngọn 8 hắt thì chắc là chỉ một phát nó lên ngay. 6 hắt nó mềm đánh cảm giác thật. Thế này mới có cảm giác. Còn vút cần. Chỗ này là chuẩn này. Ok.
cống chưa? Ui. Ui giời. Quả xịt nhỉ. Này khả năng phải đổi lưỡi anh em ạ. Lưỡi tam này thưa quá. Cá nhỏ. Chắc em phải đổi sang ngũ đánh anh em ạ. Lưỡi tam này nó thưa quá, đánh toàn lọt đấy. Này gặp mấy con cá nó nhỏ nó phá. Thành ra giật tam nó cứ hụt đi, bực quá thì phải đổi lưỡi. Xin ngũ anh em nhé. Ngũ rồi nó chắc ăn. Ngũ thì không thể lọt được nữa rồi. Để buộc cái lưỡi các bác nhá. Một sầu đấy. Ôi dồi ôi. Ôi giời. Con gì to đấy. Wow. Ôi đồ phi to. Đồ phi to chưa anh em ơi. Ôi dồi ôi. Ôi giời. Con gì to đấy. Wow. Đồ phi to chưa anh em ơi. Ui giời. Ui đồ phi to chưa. Đồ phi to cũng to lắm. Ui nữa. Kéo mất. Thế. Anh em này đồ phi to quá lắm ui nữa. Cần. Ngọn cần của em này. Kéo mất nhá. Còn này dễ mất lắm. Ui giời. Ai nhau con này dễ mất. To quá. Phê quá. Wow. Con này hơn cân. Phê quá anh em ạ. Bụi cũ tỏ luôn, sướng thế. Liền. Anh em thấy em gỡ nữa chuyên nghiệp không? Sướng thế cái này. Cái này sợ đánh vào tay lắm anh em ạ. Bây giờ phải quay khăn mặt thì đẹp. Ui. Các bác nhìn sướng chưa? Dã man chưa? Kéo mất. Nằm yên. Dã man chưa anh em này? Sướng quá. Cầm này nó trơn. Ai mang cho tôi cái khăn mặt bây giờ? Dã man. Cuộc đời cầu này nó phê. Vào đây. À đây, kéo mất. Sướng quá. Tỏ dã man các bác ạ. Đánh gần này phê. Bộ môn cầu lục này sướng. Đóng cái rô phi thôi mà cảm giác nó díu cần xuống. Cứ như là ý hệt cái kiểu mà cần 8 hát mà em đóng được con trôi 3 cân đấy anh em ạ. Cái cảm giác ý hệt vậy luôn. Mỗi tội là cá này nó không dít được đi. Nó chỉ lặng nó không dít được đi. Sướng rồi. Móc tay trần run. Cầu con cá run hết cả tay trần. Ngon. Sướng nhưng chưa được sướng bao giờ. Mưa gió này gặp toàn rô phi to sướng.
Bấm bấm đẹp đấy. Anh em mình bấm bấm đẹp chưa? Đóng luôn. Úi giời, úi giời ơi. Úi giời ơi. Con này mới là con bự này, con này mới là con bự này. Anh em mình bấm bấm đẹp chưa? Đóng luôn. Úi giời, úi giời ơi. Úi giời ơi. Con này mới là con bự này, con này mới là con bự này. Con này mới là con bự anh em này. Bấm đẹp chưa? Lại đóng mũi nữa, kéo mất, kéo mất. Ủa đóng mũi tí mồm anh em ạ. Đóng mũi tí mồm. Lên. Ua. Sướng chưa? Anh em thế này, cô Lục cái này đã sướng chưa? Đã mắt chưa? Dã man chưa? Lên. Gầy quá nhỉ. Cả cá to mà gầy. Có được ăn cái gì đâu mà chẳng bao béo. Ôi giời. Bánh mất con rồi. Đèn thế. Thôi được, cái cảnh quay anh em đẹp nó ok rồi, anh em thấy chưa? Làm YouTuber đâu phải dễ đâu. Mất giá như là thật. Phí thế nhỉ. Sót ruột đấy anh em ạ. Làm YouTube mất coi cá. Còn đấy anh em lên cái mà cho rõ. Cứ cầm máy quay thành ra là nó dễ phát ra mất. Nên được cái video cho anh em xem cái là tôi mất luôn con cá rồi đấy. Không những là mất cá trên bờ mà đôi khi thì cá nó nhấp ấy, còn bấm máy ấy anh em ạ. Bỏ lỡ nhiều cơ hội. Buộc lòng hy sinh thôi. Được cái cảm giác thật sướng. Cảm giác câu cá nó sướng thật. Mưa lại mát trời lại câu nó về. Dây này em buộc thì nó bằng một nửa cần đấy anh em ạ. Đấy. Buộc một nửa cần nên thành ra giật nó xuống. Cá nó phíu phải. Tít mù luôn. Anh em buộc thì nói chung là cũng tùy vào độ sâu của nước để mình buộc dây sao nó phù hợp. Sâu thì mình phải cho thêm dây. Thường thường cần tay đánh sâu không đánh được, đánh cần máy hơn. Cần máy nó cứng hơn rất nhiều bằm đấy. Cần máy sẽ cứng, câu sẽ ngon hơn. Đánh sâu đánh cần tay không ổn. Đây em đánh ở đây nó rơi khoảng 1,5 mét nước thôi anh em nhé. Gần bờ đánh 1,5 mét nước. Rơi 2 mét. Cần thì cần thì gần 5 mét. Giờ anh em nhìn quả dập đi vào lòng người nhá. Con này 90% ta đi. 10% à lên bờ nhảy. Mày mút đi. À. Sâu tí nữa đẹp. Chết, chết, chết ngay. Chặn em chúng tôi. Chết ngay, chặn em chúng tôi. Chặn em chúng tôi. Ui nó đóng mình, đóng mình. Đóng mình. Đẹp luôn, cá đẹp anh em nhé. Lên bờ. 6H mẫu tội con này lên cơ. Đùa đâu. Anh em thấy chưa, không phải đùa đâu. Đóng dã man chứ. Nhiều anh em bảo là đi câu mấy cá mà mồm nó mới là đẳng cấp. Thật ra là mỗi cái nó có cách với một cái hay riêng nhá. Cứ miễn sao lên được cá mới là đẳng cấp, chứ không cần đóng vào đâu. Giống thế thôi, các bác nghĩ lục câu đơn giản, nó không phải đơn giản đâu. Đẹp đấy. Cho rõ anh em nhá. Con này không thể để mất được. Nhưng mà mất thì thôi đấy. Đóng con cá sướng cả con tay. Xê quá, xê quá.
anh em mình cục này xuống. Mùi ủ chua nó siêu đẳng cấp. Mút. Mút. Úi giời, úi giời hồ. Mút. Úi giời, úi giời hồ. Dã man. Cần. Dã man cần. Nói ra cần dã man anh em ạ. Cá to thế này một phát lên bờ luôn. Kinh chưa? Ngọn 6 hạt của em cũng không phải làm vừa đâu nha. Nằm yên. Con này nó đóng vào mang thành ra. Nó đỏ khó. Cho chân này thấp xuống nè. Nằm yên. Càng dễ càng đóng mạnh mà đóng vào nhiều lưỡi. Rồi ôi, đóng vào màng lắm tiết thế. Khổ thân chú nha. Này gỡ cẩn thận anh em nhé. Cầm chắc cái chì. Cầm chắc chì cho dễ thoải mái. Đấy. Béo thế. Con này ăn khá mồi của mình đấy. Nhưng mình ăn khá mồi bụng mới đầy này. Chui vào đây ngay lập tức. Tay chân tay quá. Đúng là mưa gió thì câu sướng thật các bác ạ. Vừa râm mát lại vừa nắm hàng. Mùa hè này chỉ có đi câu đêm hoặc là đi vào những ngày mưa này là sướng nhất. Trời nắng đi câu thì vật vã lắm. Nắng đi câu thì cái là quay thì hình ảnh nó sắc nét đẹp hơn nhưng mà nó mệt. Anh em mình nha, bóp mồi chuẩn nha. Cân trục luôn, không nghiêng không ngả. Chạy đầu con chó. Úi da. Số phi nhỏ. Được em đô phi con này hơi nhỏ.
hơi nhỏ so với những mấy con kia thôi. Nhưng thực ra này cũng là được của nó chứ. Một cặp phản mặt. Đây, anh em nhìn ăn cái bụng này. Đây một bụng mồi. Nhìn thấy chất không? Vào đây. Các chú vào hết đây anh em. Mút phát rất là đẹp mắt anh em nhìn chưa, mút sướng chưa. Đấy, cậu Lục nhìn mút này sướng này. Con này 100% chết không thể chạy được. 100% lên bờ. Mút như thế này là nó vam mồi lắm rồi. Anh em nhìn lên bờ cho anh em nhìn quả này em chặt nó lên bờ nhé, nhìn nhá. Chuẩn bị này. Mút sâu quả này chết này. Chết này, thấy chưa? Thấy chưa, anh em thấy chưa? Chết này, thấy chưa? Thấy chưa, anh em thấy chưa? Chắc em sao được một chú rồi. Chắc em sao được một chú rồi. Bự đấy. Con này khỏe quá. Dậy như điên anh em này. Ui, đổ cả máy. Khỏe quá. Như điên luôn. Con này là một trong những cái nhân tố bí ẩn. Dãy gì mà gớm thế em? Cảm ơn. Đây, anh em nhìn chưa? Phê chưa? Phê như đi câu đài luôn. Bích xò. Máy đổ ra máy nằm la liệt này, chết tội không đi. Máy ôm mồi. Câu đùa thế mà tốn mồi gớm. Một bọc mồi, bó mồi thì bó mồi mà sao hết rồi. Được cá cũng tốn mồi mà không được cá cũng tốn mồi. Không được cá thì thỉnh thoảng lại nhấc lên thay. Trời. Rô phi.
đẹp anh em này. Đóng quả đẹp mắt chưa? Dãy 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 dãy, càng dãy càng đóng. Làm yên đây. Đóng chưa? Rồi rồi. Đóng mỗi tí mồm anh em ạ. Đóng mỗi tí mồm. Rồi mất phí thế. Chết dở đầy mưa ốm rồi. Cá mấy mũ. Đóng chưa? Ui sổ cái này to này nó quá. Đóng chưa? Ui sổ cái này to này nó quá. Ừ, thì bữa thế. Sợ. Đóng mỗi tí bằng còn một. Lên lên lên. Chưa anh em ơi. Dã man chưa? Cầu toàn loại rô phi to sướng thật đấy. Đóng xuyên táo. Đấy. Hình loàn nhìn bàn tay luôn nhá. Tấm có dãy. Cho luôn vào đây. Cấp nó dãy. Dãy cái gì mà dãy. Công nhận là quả mồi ổ chua của em đánh cá tuyệt vời luôn. Rất là tuyệt vời.
cõng chưa? Đồ nhỏ, rô phi nhỏ quá. Có thể bé quá, mấy đầu ngón tay. Ôi, thả cho mày sống. Bé quá thả. Này anh chỉ bắt có to thôi. Các chú này gặp anh là may mắn đấy. Gọi là núi đẹp thế. Núi thế này 100% là chết anh em ạ. Nhìn cái núi kia. Không thoát được con này, 100% không thể thoát. Băm này. Con gì? Rô phi, rô phi. Rô phi bự. Nhập lên. Lên bờ, lên bờ luôn, lên bờ, lên bờ luôn. Thôi con này nhá, con cuối anh em ạ, về thôi. Muộn rồi. Muộn rồi đấy. Cho nó nằm đây. Đấy, đấy. Dậy. Dậy bay đây, tí rồi mất. Tí thì rơi. Vào. Vào rõ kia. Lại khá khá anh em ạ, hơi gạo này về thôi các bạn, về cơm cháo đói lắm mà. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo thôi, về đây. Ủa, hình ảnh mình toàn cá to, sướng chưa? Này, nhiều đều có con bự, sướng phê luôn đấy. Ủa, cho các bạn xem thành quả. Mấy con bàn tay đã rồi. Mấy con bàn tay to quá. Phê 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 phê.